Thứ ta cần là gì ta ơi, mỗi sớm mai ta đứng trước gương, chạm được tay đỉnh cao rồi cô độc, được vào mắt lòng cũng thật trong giống. Thứ ta cần và cần thật nhiều hơn nữa, anh mắt ai trong veo sớm mai, chẳng còn những lần hai thở gấp, và được ôm mọi niềm khao khát trong đời. Đừng mơ được vươn thật cao và quay thật xa, yeah, nhưng ta vẫn mong gần đây hàng bao ngày qua, yeah, lạc lối trong thành phố đầy hối hả. Chìm sâu trong cuồng quay đầy vội vã, liệu chẳng giật đây ta có đang thực sự sống, yeah, tìm đâu cảm giác bình yên hàng trông mong, yeah, cần thêm những làn gió thân mát lành, cần nghe tiếng cười em ở bên cạnh, không buồn lo em từng hơi thở sâu, biết ngày mai sẽ đi về đâu, bỗng cảm thấy hụt hơi để một nơi dừng chân nghỉ ngơi, muốn được thoát khỏi những cảm giác chán chường, người ta muốn thấy một bầu trời xanh trước mắt, muốn được thở ra nhẹ vội âu lo hàng ngày. Đây là gì ta ơi?